Ở đây làm gì mà trồng được lúa hả? Sao có nước. Đây chỉ trồng ngô thôi, trồng ngô mới trồng các cái ăn ngô, vâng, ăn ngô nó bán ngô đi, nó mua gạo chị ạ. Vâng. Nhưng mà chói cái bãi đâu được, xa lắm. Xa thì xe ô tô vào đây. Không em giá. Công ty đây này.